Công ty giày Thống Nhất Hải Phòng xin kính chào quý khách. Công ty giày Thống Nhất Hải Phòng với trên 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các mặt hàng giày nam, giày nữ, giày trẻ em chất lượng cao, bền đẹp và mẫu mã đa dạng, phù hợp với mọi lứa tuổi. Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, công ty chúng tôi muốn gửi lời tri ân tới quý khách hàng trong dịp Tết này với những ưu đãi cực sốc. Tất cả những dòng sản phẩm giày cao cấp nhất của công ty chúng tôi đang bày bán tại đây đều được giảm giá trên 50%. Giày nam đồng giá chỉ còn 120.000 đồng một đôi, giày nữ, giày trẻ em đồng giá chỉ còn 100.000 đồng một đôi. Đặc biệt, giày nam cao cấp chỉ 150.000 đồng một đôi. Phục vụ bà con cô bác trong thành phố Hoa Phượng Đỏ thân yêu, kính mời quý khách ghé thăm và mua sắm. Công ty giày Thống Nhất Hải Phòng xin kính chào quý khách. Công ty giày Thống Nhất Hải Phòng với trên 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các mặt hàng giày nam, giày nữ, giày trẻ em chất lượng cao, bền đẹp và mẫu mã đa dạng, phù hợp với mọi lứa tuổi. Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, công ty chúng tôi muốn gửi lời tri ân tới quý khách hàng trong dịp Tết này với những ưu đãi cực sốc. Tất cả những dòng sản phẩm giày cao cấp nhất của công ty chúng tôi đang bày bán tại đây đều được giảm giá trên 50%. Giày nam đồng giá chỉ còn 120.000 đồng một đôi, giày nữ, giày trẻ em đồng giá chỉ còn 100.000 đồng một đôi. Đặc biệt, giày nam cao cấp chỉ 150.000 đồng một đôi. Phục vụ bà con cô bác trong thành phố Hoa Phượng Đỏ thân yêu, kính mời quý khách ghé thăm và mua sắm. Công ty giày Thống Nhất Hải Phòng xin kính chào quý khách. Công ty giày Thống Nhất Hải Phòng với trên 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các mặt hàng giày nam, giày nữ, giày trẻ em chất lượng cao, bền đẹp và mẫu mã đa dạng, phù hợp với mọi lứa tuổi. Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, công ty chúng tôi muốn gửi lời tri ân tới quý khách hàng trong dịp Tết này với những ưu đãi cực sốc. Tất cả những dòng sản phẩm giày cao cấp nhất của công ty chúng tôi đang bày bán tại đây đều được giảm giá trên 50%. Giày nam đồng giá chỉ còn 120.000 đồng một đôi, giày nữ, giày trẻ em đồng giá chỉ còn 100.000 đồng một đôi. Đặc biệt, giày nam cao cấp chỉ 150.000 đồng một đôi. Phục vụ bà con cô bác trong thành phố Hoa Phượng Đỏ thân yêu, kính mời quý khách ghé thăm và mua sắm. Công ty giày Thống Nhất Hải Phòng xin kính chào quý khách. Công ty giày Thống Nhất Hải Phòng với trên 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các mặt hàng giày nam, giày nữ, giày trẻ em chất lượng cao, bền đẹp và mẫu mã đa dạng, phù hợp với mọi lứa tuổi. Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, công ty chúng tôi muốn gửi lời tri ân tới quý khách hàng trong dịp Tết này với những ưu đãi cực sốc. Tất cả những dòng sản phẩm giày cao cấp nhất của công ty chúng tôi đang bày bán tại đây đều được giảm giá trên 50%. Giày nam đồng giá chỉ còn 120.000 đồng một đôi, giày nữ, giày trẻ em đồng giá chỉ còn 100.000 đồng một đôi. Đặc biệt, giày nam cao cấp chỉ 150.000 đồng một đôi. Phục vụ bà con cô bác trong thành phố Hoa Phượng Đỏ thân yêu, kính mời quý khách ghé thăm và mua sắm.